Công trình xây dựng biệt thự cổ điển 3 tầng kết hợp kinh doanh ở Vũng Tàu đang được thực hiện với tốc độ rất nhanh và chính xác. Hiện tại, công trình đã đổ xong bê tông sàn tầng 3 và đang tiến hành làm mái biệt thự. Còn đây là phối cảnh công trình khi hoàn thiện. Phía dưới là mặt bằng kinh doanh rộng gần 1.000 m2, tính chỉ riêng chỗ đậu xe hơi thôi cũng có thể hơn 10 chiếc xe. Lên tầng 1 sẽ là khu vực sân rất rộng, việc ở trên cao này cũng tránh được một phần khói bụi. Để đảm bảo an toàn và độ chính xác cho công trình, đội ngũ xây dựng đã đặt giàn giáo và lưới bao che xung quanh khu vực xây dựng. Điều này đảm bảo an toàn cho nhân viên và tránh rủi ro trong quá trình xây dựng. Công trình được thực hiện bởi một đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, đảm bảo cho tiến độ công trình được thực hiện đúng theo kế hoạch và đạt chất lượng cao nhất. Công trình đang được theo dõi và giám sát chặt chẽ để đảm bảo tiến độ đúng theo kế hoạch đề ra. Với tiến độ công trình hiện tại, chúng tôi tin rằng công trình sẽ hoàn thành đúng tiến độ dự kiến và đạt chất lượng cao nhất. Công trình biệt thự cổ điển 3 tầng kết hợp kinh doanh ở tầng 1 sẽ trở thành một công trình kiến trúc đẹp và ấn tượng khi hoàn thành. Quý khách cần tư vấn gọi ngay Louis nhé, 0909503838. Website nhà louis.com. Hẹn quý vị ở những video số sau nhé.